Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 10 top cần có ký hiệu là GLX nha bạn. Top cần Popper. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mở ra và bấm Start Chatbot nào bạn. Mười top cần GLX này khoảng 20 đô các bạn. Rồi bấm submit đi tên. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join bên group nè. Các bạn join sao các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè, bấm join. Tiếp tục join tiếp kênh group thứ hai của nó nè. Rồi bắt up lại cũng bấm join tiếp tục. Tiếp tục follow like và follow fanpage Facebook nè. Trên trang Facebook nữa, các bạn bấm thích nha các bạn. Sau đó xuống thích một bài của nó luôn các bạn. Dự án khá là tiềm năng các bạn. Rồi xuống đây các bạn bấm thích luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn review bot nè. Các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục các bạn điền lại submit Ulin account. Rồi, nó yêu cầu các bạn gửi đường link Twitter của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Nhấp vào hồ sơ nè, nhấp vào ba cánh cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Chọn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè. Tiếp tục còn subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube nữa các bạn đăng ký nè. Rồi gửi lại đường link profile YouTube mình nha các bạn. Trên YouTube thì các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Còn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Còn sao chép liên kết nha các bạn. Sau đó các bạn gửi lại cho bot nè. Submit. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GBNB sẽ match trên YouTube Collect mình nha các bạn. Mình sao chép nè. Gửi lại cho bot nè. Rồi bấm done nha bạn. Ok, mình đã nhận được 10 top cần có kêu là GLX nè. Bạn gì đánh ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm top cần các bạn. Video này đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.